để quý vị phải chờ lâu hơn nữa, chương trình đêm nay xin phép được bắt đầu. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng đến với đoàn nghệ thuật quần chúng xã Trọng Con qua bài Then Tánh Tính Chứ Bác Hồ Trang Sim. Mời quý vị cùng thưởng thức. Cùng đến với ca khúc Trăng Soi Đường Bác, sáng tác cố nhạc sĩ Hoa Cương do nghệ nhân Triệu Sứ trình bày. Mời quý vị cùng thưởng thức. Thank you.
bác biết dân ta độc lập, dòng sông ai trói bóp thì vương hồn. Tèo cá cần chiến sĩ bay đưa ta hàng bạc lấp lý thiên đàn. Cầm bạc ơi, mưa nà mong xuống họp bạc nam dài trang thành. Bạc ơi, lá xo hoa cầm thơ trắng xuống nhòm cửa đang đòi thơ, bác gần quá chẳng ơi hãy đợi thơ bác ôn đôi ta đi. Chiếu khắp bốn phương, lời bác ơi mong xuống họp bạc nam nhì trong thành. Bác ơi có xin hoàn bài thơ. Chương trình mời quý vị cùng đến với tiết mục của đoàn nghệ thuật quần chúng xã Lê Lai qua bài Sự tích cây đàn tính, sưu tầm và biểu diễn nghệ nhân Chu Thị Kỳ. Mời quý vị cùng thưởng thức. Thank you.
lại thấu vay một lần lên đường bánh hàng. Dây hai vòng nam bắc ngũ âm ơi, dây ba như tiền ống keo mật, dây bốn ngân thẳng cho ra ngủ cánh, dây năm ra tiền thêm tám năm. Đang đầy ra cành câu nữ câu nam ơi, gầy ra tiếng đàn loan điệu rét, cửa như tiếng đàn sắt sao lẻ, rầm rầm như tiếng ve tiếng trống. Tìm mấy ghế thôi. Thì cái ghế kê này này phi lên này nó phải ngước lên. Đây rồi, đây. Mọi nao nhung tương tư ơi, ngọc hoàng nghe từng ngữ dư là, sao có chuyện buồn bã thế này, sai người cắt nón dây tứ tì. Khi nào đường mười với biên hoan lần này, ngoài làn điệu đặc sắc của cây đàn tính ra thì còn có các làn điệu khác của quê hương dân tộc mình. Và sau đây mời quý vị chúng ta cùng hướng mắt lên sân khấu đến với làn điệu hát ru Miều Lan Nòn, lời thơ Hoàng Đức Hiền do chị Thu Hoài, đoàn nghệ thuật quần chúng xã Đức Thông biểu diễn. Non la na
Dạ vâng, một lần nữa xin được cảm ơn những tràng pháo tay của quý vị đã dành cho những nghệ nhân trên sân khấu của chúng tôi. Và chúng tôi mong rằng quý vị sẽ dành những tràng pháo tay thật lớn hơn nữa mỗi khi diễn viên của chúng ta ra sân khấu, được không ạ? Được không ạ? Chúng ta dạ vâng, cảm ơn quý vị rất nhiều. Và nối tiếp chương trình sau đây, mời quý vị cùng hướng mắt lên sân khấu đến với tiết mục tự biên tự diễn Cơ Lùng Trang Bàn của đoàn nghệ thuật quần chúng thị trấn Đông Khê. Trời lời ơi. Hơn nữa khi có các thế hệ trẻ, các em học sinh cũng rất yêu mến cây đàn tính và những câu hát mềm mại, uyển chuyển, say đắm lòng người của những lời hát then. Sau đây mời quý vị cùng đến với tiết mục tham gia liên hoan
của các em học sinh xã Vân Trình qua tiết mục Đông Khê quê mẹ. Tiết mục của các cháu nhi đồng đến từ xã Vân Trình. Và sau đây mời quý vị cùng đến với chị Nông Hoa Hà Dày, đoàn nghệ thuật quần chúng xã Đức Thuận qua bài Én Nọt Vọng Nàng. Mời quý vị cùng thưởng thức. Thu đai tâm áo tinh mà
lấy mà bắt mày quay thân mày báo tiếp rồi. Lòng còn nàng đuổi khăn phải đi bấu ai như thổi thêm chính chính nga đàn thank you.
Theo đi chú
thèm đang bát lời cần tôi mừng. Cần cháy ra hãy chứ tam sinh, cần tam quyết từ bên bố lân, thế mặn nhỏ quang lách thòn ca. Nối tiếp chương trình, mời quý vị cùng đến với một tiết mục đặc sắc tham gia liên hoan lần này. Mời quý vị cùng đến với bài Then Tính Giải Hạn do nghệ nhân tự Đoàn Nghệ thuật Quần chúng xã Kim Đồng thể hiện. Mời quý vị cùng thưởng thức. Vào đây. Thank you.
ngày Chúa rắp binh mà đã ăn nhà vương rắp binh quan đã rồi Chúa hút ba tiêu rồi bao mà thương đang vào sống rào quân cờ đồng tuyến bường đồng ăn ấp cờ bắc tinh bường bắc lão chào tây bường tinh cờ cào lão nam bường tinh cờ đau tinh tăng nam đích đấu toàn bằng toàn các biết truyền tam tướng lần cầu vòng mà dùng quân đấu to quân cuộc cao bất và mưa không ông mà ông đuổi lầm đâm quân ông đuổi gió ông đuổi lầm phó phó ông đuổi gió điểm bay dục mà sang ông bay như kép mò rẻo tiếng mà khách tiền kêu năm nung tiếng ngơ reo bát bần cam khứ ân thông của tầng cây bang cam tuần tăng trương tân nhị hà của tân nhị cây phá đời xưa dục binh mà kiếm là mưa tan cấp hoặc mà ốc có tàng luôn thiếu tan cấp tế đường mặt tàng luôn tế quá tình đua cả quán cả bình tĩnh băng bán cả em ngàn năm thêm cam kinh đông nam luồng nốt kinh mường áp giàng cam kinh phú thành lâm tiến tầng trầm thanh tuế cam kinh cốc mười bay tiến tầng trai mười còm tấm ra trùng trương thét thống ra bách cái mường bên cám kinh đèo rừng nằm móc toa đốt kinh ra rừng tạ móc lại mất manh không tim đồi trang ngán bức đuôi chùa đồng hoang cây xuân buồn đuôi chúa đồng xuân gãy gó cám kinh làm rít luôn đốt kinh chốc thiết cao quân nâng nằm bấy nà khá nừng nằm ban cao kinh theo định đi lót kinh đi đến tiền thâm tiên cầu bạc ca là tiên cầu chiến lái cao kinh là theo ra cái kim tiêu non kinh mang mang vào đầu giấc nọ ngóm ban tiếng nàng đồng trường đang theo láng nàng đi du bắc bà mường mi giang cánh ta đồng mưa chấp ngược ngọc rong chú tàn ốc rong như bàn chân cùng ý như bi đòn giữ chân cùng thương tuôn mọi tâm em đi du và căn đêm đến bâu chắc tàn kết đang làm ước ngào lịch sử du thành ta biết lá du ân phần du a mê nhìn ngày đây gói cụ tin ta ngóc tầng trồn tán khắp ngã ba đất cửa đế phù thà lung áp năm kinh mừng chơi chắc ngăn chế ra rung tròi như ta vằn đưa phá thoát gần đáo nhỏng a chê tình chẳng chắc nào mê nhìn nữ tú quân quốc kèo vũ tú bình lan tham kinh đeo năm trăm ngàn thế tiền bán tiền là lời thế mưa cam kết cú bắt căn căn phòng bán tay mì viên tổng trương tan thân đây con trương tan đều nắng thua này chú trang là ngàn quê hương nguyên khỏi mìa hà là đường tây con mình nào các vua ón phần xưa mẹ ghé chứng thuyền mưa đường đê mưa cảm câu nằm bế hà giang mưa cảm câu tiến ngán bâu đầy quan chiếu lùng kế mày mọc lương mình cao ân đông luông rừng nhạc nổi tiếng tình cảm khắc tròn vương đất mà thò chúa vương chúa tăng tính về chôn trang ngàn quê hương mong gần nay tàng đông luồng và đông luồng hoàng
thương tiếc từng mường bồ thiên cam cư vừa dung mẫn lót cần vấn ta văn tiên nói ăn và biết bồ chánh nhất và đăng đòi thiên mày giang phá đòi ba mày đông luồng quan tay thuế nửa bần phù tiếng quần nửa ba đồng âm ba đồng bắt đồng bao từng vị tàn tô luông từng mường tiên tô mà tông quắc mà thương thằng hàng quắc cờ quân tiền liên na tô quý vị trong hết then đàn thính thì múa trầu là làn điệu múa vô cùng đặc sắc, hòa vào âm thanh của chiếc đàn tính và nhịp điệu của chùm sóc nhạc. Những điệu múa trầu nhịp nhàng, uyển chuyển mà dứt khoát đã góp phần tô điểm cho tiết mục then tính thêm đậm đà bản sắc và đời sống tinh thần thêm phong phú của những người con Tày Nùng Cao Bằng. Múa trầu được múa vào các dịp lễ Tết, lễ cầu bình an, lễ cấp sắc, mang ý nghĩa cầu phúc, cầu lộc cho gia đình, cầu mùa màng tốt tươi, cầu sức khỏe bình an. Sau đây mời quý vị cùng đến với múa trầu Thiên Tính qua sự biểu diễn của đoàn nghệ thuật quần chúng xã Trọng Con, xã Đức Xuân, xã Vân Trình, xã Thụy Hùng. Mời quý vị cùng thưởng thức. Quý nòng ơi, quần ấy mà liên hoan hát thêm đàn tính u huyện rườn, quả căn và múa xuông trầu á nó.
mình vào điệu múa trầu cùng các nghệ nhân ạ. Xin mời các nghệ nhân của các đoàn bạn chúng ta cùng lên sân khấu được không ạ? Làm điều dân ca đặc sắc của quê hương Cao Bằng nói chung, của huyện Tây An nói riêng.